ngày 28 tháng 9 năm 2020, Hưng Phát Auto chính thức trở thành đại lý vàng của GoTech. Nằm trong chuỗi hệ thống của GoTech, Hưng Phát Auto được hỗ trợ đầy đủ cho việc khởi đầu bán hàng, bao gồm đào tạo kỹ thuật, đào tạo bán hàng, giá kệ trưng bày, các ấn phẩm liên quan, hỗ trợ marketing và quảng bá thương hiệu. Sau khi ký kết hợp đồng, Hưng Phát Auto cung cấp tới khách hàng các sản phẩm dịch vụ của GoTech, bao gồm màn hình GoTech GT6, GT8, GT8 Max, GT10 Pro, các thiết bị liên quan như các loại camera, cảm biến áp suất lốp và lắp đặt màn hình cùng với mặt dưỡng đi kèm.